Dạ, xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, quý vị khán giả. Thì hôm nay là em có đi tiền trạm cho một số các nhân vật cho chương trình Học Để Đổi Đời sắp tới của anh Phương Dừa, quý vị khán giả. Thì hôm nay là có hai nhân vật, thì rồi hồi sáng mới đi thăm một nhân vật rồi, bây giờ chuẩn bị tiếp tục đi đến với một nhân vật tiếp theo ở xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương. Thì bây giờ anh em có ngồi uống nước nghỉ ngơi buổi trưa một xíu, bây giờ sẽ tiếp tục lên đường nhé quý vị khán giả. Hôm nay là thứ sáu đây, nay được đi xe xịn nha quý vị khán giả. Em ngồi đâu bây giờ? Ở đằng trước vậy. À, đây mời quý vị khán giả vô xem nhà em mới mua. Mua gì? Mua nước dừa hả? xe nhà đây quý giả, xin giới thiệu quý giả, anh tài xế mới tuyển được. Tiếng cưng mắt em. Vậy là chắc có công việc mới lương cao hơn hả? Nên có điều kiện mua xe tiện tài xế không? Dạ đúng rồi. Đây là anh giới thiệu bên anh. Ủa em cũng bỏ nghỉ việc bên viên quân rồi ha? Hả? Dạ. Không làm công việc biên tập nữa hả? Dạ không, em vẫn làm chứ. Chắc cái kiểu này chắc nghỉ việc quá. Đi đường nào vậy? Đi đường nào với cô chủ? Dạ đi rẽ phải nha anh. Phải mà không? Dạ rẽ phải. Anh đi cẩn thận nha. Ủa anh đang rẽ phải mà đang ấy lùi. Đấy quý vị, quý vị giả thấy bữa nay em đi tiền trạm xuống không? Đó. Ừ. Được đi. Ủa, xe. Em như bữa nay em đi tiền trạm bữa cuối nghỉ rồi nghỉ việc không em? Đâu có anh, em bữa nay anh thấy em đi xe là anh biết hiểu hay. Dạ. Mặt trái vào đường tỉnh 7149. Bữa nay đi. Em có nổ đâu. Đó, anh đã thấy bình thường là sếp là sẽ ngồi phía sau đúng không? Là để số bây giờ là số cực con bà con bạn nào cũng chị. Lái xe chở mấy đứa em nó đi không à. Chuyện vậy. Nhiều khi mình biết làm nhiều chuyện cũng cực không? Anh là quay phim, dựng phim, kịch bản, lấy xe cái chuyện làm từ A tới Z luôn. Để con nấu cơm. Quy trình sản xuất luôn á. Để con nấu cơm cho tụi em ăn. Anh đẻ được. Không có đẻ được chúng em mấy đứa em. Trời ơi, mà đẻ được thì không phụ nữ để làm gì luôn. Đây, bữa nay là mấy anh em đang đi qua bên xã Minh Tân. Dạ, đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt và rất là gấp rút để anh em cũng giờ phải đi xuống gặp để tiền đảm có câu chuyện để mình có cái hướng mình đưa cho chị. Xe trái vào đường tỉnh 749 A. Bữa nay là có hai hoàn cảnh với anh cả. Xe này nhỏ cô chủ ơi, là mời mượn xe mới đi. Mới. Xe này nhỏ quá, ngồi cũng hợp quá. Cái chân thì nó dài mà giờ lái nó chân nó dư. Chân anh mà dài thì anh không hết xe mà chân cái dài. Dài mà dư nè. Bữa có bữa tại em đi chung chứ có bữa anh ngồi anh sao anh đạp anh lái không? Ngồi thế sao anh ngọt. Lái đổ. Đây quý giả của anh thấy đây tính ra đây mới là lần thứ hai em được đi xe của anh Khương Dừa quý giả. Trước giờ đâu có được đi chung với anh Khương đâu, toàn phải đi xe công ty không, mà bữa nay đi tiền trạm chung với anh mới được đi xe của anh. Xe công ty động đại thôi hả? Xe này là xe đúng đi từ thiện luôn. Thứ nhất là nhìn nó cùi cùi. Đi từ thiện người ta thấy mình cũng không quá sang trọng. Thứ hai là nó luồn lách được đi từng nhỏ hẻm được vô đường. Nhỏ. Nhớ có bữa đi dùng trên gặp. Vô hoàn cảnh đó. Bữa đi bỏ cây nám nha. Xong đi vô cây cầu á nó tới không được mà luôn được cái có mấy người dân hả, bốn người khiên quá đã vậy, khiên thải đứt qua là chạy thiệt luôn á, nó nhẹ hả? Đợi đi này đi hai người kiểm soát gia đình. Xe này anh mua lâu chưa? Xe này anh chắc cũng lâu đúng không anh? Xe này mua 2016. Ôi 4 năm rồi. Xe này là hàng ngày chở trà sữa với là xe định đi học. Ngày nào anh đi thứ gì cũng chở nên sầu riêng mít thì
Đây, quá trời đồ ăn luôn. Sáng nay em mới mua quý vị mà ăn chưa ăn luôn. Nên nó có nhiều mùi lắm. Rồi em này còn thuộc tiếp say xe nữa chứ. Lên ăn lên xe không cũng không có mùi như xe này đang ăn. Nhưng giá thị trường không tỷ rưỡi. Còn nếu em không lẻ quá vậy em mua xe mắc xíu rẻ quá em không mua không được. Vậy em mua 2 tỷ đi em bán là 2 tỷ cũng được mà. Trời em bán nhưng mà hàng nào cũng đấy chứ đâu. Mình mua mắc mà mình mua xe xịn chứ phải mua xe không xịn mà mua mắc. Trời có tiền mình xài sao không được, mình mua xe không xịn mà mua mắc nó sao. Không mình bẻ tiền mình giàu là vì mình biết tính toán ha. Giỏi mà đi miền Trung, đi đường miền Trung dữ nữa bà con quen.
là nó màu xám nha quý khán giả. Thì biểu xe đang cặp. Còn lại là nó màu bọc da bằng màu đen. Bữa nào xe này có gian xe anh Trường Giang với xe anh Tấn Thành rồi thì review xe. Xe của mình chị mọi nghe xe đồ đạc cũng được nhiều lắm. Vô hôm rồi ha. Đồ đạc quần áo rồi đó. Nhiều lắm. Không, nước ở trong cái bịch xe của em kìa. Trong cái bịch đó. Cái này hả? Ừ. À, đúng rồi, thôi để em bỏ ra luôn. Uống hết đi, bỏ uống vậy? Uống no quá à. Mở đi. Bỏ nước ra kia nó đổ. Được rồi. Bây giờ cũng vừa đang đi qua xã Minh Tân của bà con cô bác. Cũng cách đây cũng mười mấy cây số. Xong rồi chiều là đi lên lên thị trấn Dầu Tiếng. Hai hoàn cảnh giờ là cũng 2:30 sáng đi là 8 giờ sáng xuống đây 11 giờ mấy ghé nhà của bé Kiệt. Hai anh em cũng vừa đi với anh em hai anh em thay phiên nhau lái chứ. Rồi ok rồi. Xin lỗi anh, đi toilet chưa? Em đi rồi. Đi toilet luôn đi. Đi luôn. Ở đây không, ở đây toàn rừng không mà không. Đây đi được lùm cây không có gì đâu. Có lùm lùm cây vậy mới sợ. Bên này là đang thuộc địa phận tỉnh Bình Dương đã đi khoảng rộng quá ha. Dạ rất là rộng, tại vì là đất trồng cây mà trồng cao su này nọ nên là rất là rộng. Đi lên nữa là sẽ tới Bình Phước, lên nữa là sẽ tới Đắk Nông của em. Ở đây trên dãy núi này. Dê kìa. Không phải dãy núi này, dãy đồng bằng rồi. Chăn dê kìa đó. Nhìn mấy con dê nhìn đẹp quá hay. Dê đó là con bò hay con màu giống bò ta? Nhìn cái bò sữa. Dê bình thường nó màu một màu. Dê nó màu vàng nó bò như vậy. Bò sữa vậy đó. Ở đây nói chung khí hậu cũng giống trên em vậy đó. Cũng mát mẻ, cây cối là nhiều. Mát mà. Mặc dù nó nắng thôi nhưng mà cái không khí nó giờ ngồi trong máy lạnh á. Thật sự là bây giờ em muốn ra em ngồi ngoài chứ không muốn ngồi trong xe của anh luôn. Ngồi say muốn chết. Ngồi mùi kìa. Ngồi mùi. Ở anh cái này có mở được trần không anh? Được. Được hả anh, mở đi. Mở là hư trần luôn á. Mở là hư luôn. Xe thương xịn lắm mình hả? Xe này cùi mà. Nhưng mà anh vẫn thích đi. Đi quen rồi. Trời, có cái xe là xịn rồi. Em một chưa có xe này. Trời, em mua mấy hồi. Anh Khương hồi mua xe này là 5 tỷ á quý vị đã. 5 tỷ xe này đó. 4 năm rồi. Xe tiền tỷ không ạ? Giờ nói ra tiền triệu không quen hả? Nói tiền tỷ không ạ? Sau này phấn đấu được như anh Khương là ngon rồi. Giờ tụi em mua xe tới lớn được mà. Đẹp chưa kìa. Đường này đẹp ha. Cánh đồng ở đây là người ta trồng hoa màu á. Đẹp ghê không bà con ạ. Quên phim đẹp ha. Đẹp ghê á. Ủa này đường này tối đường xe thì không còn gì đăng nữa. Nghĩa là không nghĩa nữa. Chứ anh nghĩ là tối thế nào cũng có mấy mẹ bạn nhỏ nhỏ đua xe. Làm đường này nó thẳng đẹp. Chị đẹp đồi núi nó kinh tế nó cũng không được phát triển bằng ở đây. Dương là giàu ấy chứ. Nó còn rẻ hơn nữa, về đây mua được. Được đấy chứ. Sau này Bình Dương sẽ phát triển nhiều hơn nữa, nhất là cũng gần thành phố. Này về đây mua đất được nè. Dưới này đất này còn luôn á. Dưới này toàn là khu công nghiệp khổng lồ. Cao su này trồng này cũng nhiều tiền lắm. Cao su bạc ngàn luôn. Cao su. Nhà đây có hộ nào mà 2-3 hết cao su là giàu. Cà phê là cả năm mới có một
được một mùa thu hoạch thôi. Trồng cái gì bao giờ ta? Thôi em không dám nói. Cái gì? Không biết rồi, em nghe người ta hơn chứ em không biết cái gì. Cái gì? Cái thuốc thuốc gì đó. Em không nói rồi anh cái dù. Trồng cây xăng mau vào. Cái gì? Cây xăng. Cây xăng á hả? Cây xăng mau vào không? Không cần nhiều. Cây xăng nhưng mà anh phải nhắm địa điểm xịt nha, chứ mà địa điểm mà không có khách, không có người. Xịt gì cũng vào. Không có người đổ thì cũng thế à. Dĩ nhiên là đi kiểm chỗ có người chứ. Nhiều, tại vì từ Sài Gòn lên em là phải đi qua bên ở Bình Dương chứ. Cái này nó đường khác mà. Đúng rồi, nhưng mà cái này là đường rẽ, nó không phải là nói đàm luôn, mà không mắc. Không phải là đường chính. Thôi. Về đi mua đất cũng ngon. Bán hàng quá. Thôi, nhìn đường thẳng tắp hơn đã nghe. Này làm chưa xong. Chưa có cục móc gì. Ôi, cái này mà chụp hình cũng đẹp lắm này. Đường này mới mở luôn á. Chắc vậy, còn mới công.
bữa nó anh thấy cái đường kia đi xa quá, cái anh thấy cái đường này nó đi gần, anh kêu mấy anh mở anh đi, anh mới mở luôn. Sao anh kêu mấy anh mở nhiều đường nữa nhỉ? Cho mình đi cho nó thuận tiện. Đi sao mà từ thành phố xuống đây còn 1 tiếng đồng hồ thôi. 150m nữa sẽ phải. Vô còn phải hỏi nữa. Bà con cô bác đi. Dạ, thôi chắc xin chào quý vị khán giả, hẹn lại mọi người trong những clip sau. Dạ.